Sáng nay 18 tháng 4, hố tử thần ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bắt đầu được san lấp theo quy trình được các nhà khoa học khuyến cáo. Dự kiến quá trình san lấp sẽ diễn ra trong 1 đến 2 ngày mới hoàn tất. Nhiệm vụ san lấp hố sụt này do Trung tâm Công trình ngầm thuộc Viện Thủy công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phụ trách. Công đoạn xử lý ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu để gia cố thêm cho nền của các căn nhà tại hố sụt, tránh các sự cố không may khác xảy ra. Để lấp hố lớp dưới cùng sẽ được đổ đá hộc dày 1 m Tiếp đến đầm nền và trải lớp cát để chèn chặt lớp nền này. Đơn vị thi công sẽ khoan lỗ để phun hỗn hợp xi măng và bê tông nhằm cứng hóa khu vực sụt lún. Hoàn thành công đoạn trên, đơn vị thi công trải vải địa kỹ thuật gia cố hai lớp tăng cường phía trên vật liệu. Cuối cùng là xử lý các hạng mục thoát nước, hạng ngầm và mặt đường theo vị cán bộ phụ trách tại công trường nguyên nhân xảy ra sự cố vừa qua không phải do nổ túi khí trong lòng đất có thể có hang rỗng hoặc xoáy ngầm trong đất địa chất tại đây có sự biến đổi phức tạp và dị thường lòng đất bao gồm nhiều loại vật liệu như bùn bồi tích túi bùn túi khí về lâu dài địa phương nên cung cấp nước máy cho người dân tránh để người dân phải khoang giếng sâu tìm nước dễ xảy ra sự cố